Vậy sáng rồi đi làm con. Vợ con đi làm rồi đó. Dạ con biết rồi mẹ. Trời ơi, sao mày dẫn gái về nhà? Mày nói gì vậy mẹ? Gái gì? Hả? Cô lại. Mẹ, đây là nhà mình đó mẹ. Chứ bộ mày tưởng đây là khách sạn hả? Vợ mày mà biết á thì sao? Giờ anh đưa con về đây á. Cái gì? Em, sao em lại tự ý làm em cái chuyện như vậy vậy? Nhiều lần em kêu anh lấy vợ khác nhưng mà anh không chịu, nên là em mới nghĩ ra cách này. Con, dù con á muốn tìm á người đẻ thê á thì con cũng phải nói mẹ với chồng con một tiếng chứ. Dạ, con biết là mẹ với anh không chịu nên con... Anh là con một, em thì lại không sinh nở được. Em không muốn vì em mà gia đình không có người nối dõi. Thụ tinh thì cũng thất bại rồi, biết phải làm sao bây giờ. Nghe anh nói nè, con cá là lộc trời ban, nếu mà mình không có phúc phần đó thôi đi. Thịnh nó nói đúng đó con, cứ thuận theo tự nhiên đi con. Tụi con sống tốt, tụi con làm phước giúp người, biết đâu có điều kỳ diệu xảy ra sao con. Đúng rồi em. Dạ con biết rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ. Em cảm ơn anh. Trời ơi em, em đang có bầu mà. Mấy chuyện này sau này để anh làm cho, phải cẩn thận chứ. Nhưng mà em ăn ngủ mãi chán lắm. À, hay là em quét nhà đi, em vào nấu cơm nhá. Ừ, cũng được em. Thôi, mẹ trẻ ơi, công chuyện này á để cho mẹ làm. Phận sự của con á là chỉ ăn, nghỉ ngơi, sanh cho mẹ đứa cháu khỏe mạnh. Kỳ tích lắm mới có đứa bé này. Dạ, con biết rồi mẹ. Đấy, con thấy chưa? Bố với bà nội cưng con lắm đấy. Con phải khỏe mạnh để sinh ra đời nhá. Vào đi mẹ. Con, mẹ lên phòng con có ảnh hưởng gì về chồng con không? À, dạ không mẹ. Mẹ lên con vui lắm. Dạ. Hồi chiều á mẹ ăn cơm ít quá, giờ mẹ đói bụng quá. Con nấu gì cho mẹ ăn với? Hồi nãy á mẹ thấy con nấu cái gì mà? Dạ con nấu ít nước nóng để uống thôi mẹ. Con không có nấu gì ăn đâu mẹ. Mẹ tìm gì vậy ạ? Cái đồ ham ăn đi giấu đồ ăn ngon ăn một mình. Mẹ đừng mở. Trời ơi, sao có cơm khét với xương gà không vậy con? Dù con có thiếu nợ phá sản thì cũng phải nói cho mẹ biết chứ. Cái gì đâu cơm ăn thì con không đủ no nữa, đã vậy còn nấu cháo gà cho mẹ ăn, còn con thì ăn xương với cơm khét, vậy sao mẹ chịu nổi con? Mẹ đừng có khóc nữa mẹ, mai cũng chỉ vì thương mẹ thôi, chứ không có ý gì đâu mẹ. Mẹ vất vả cả đời rồi, tụi con không muốn mẹ vất vả thêm nữa, nên là con mới giấu mẹ. Con cầm số vàng này nè, con đi bán đi, rồi con mua gạo, thức ăn cho cả nhà. Thôi mẹ cất đi, con không lấy đâu. Có thật á mới giật được đạo. Mai mốt á tụi con có tiền á thì mua lại cho mẹ. Mẹ đã nói vậy rồi, thôi em cầm cho mẹ vui đi. Mẹ ơi. Con sẽ chỉ biết
chính